Now we'll make it a low ranch duck. Duck lower. Duck lower. Orange duck? Yeah, orange duck. The person will have to be a square with a duck. Duck cracker underneath of the skin. Okay. Thân chào các bạn, hôm nay mình làm cái món vịt trong cam. Đó. Món như là vịt trong cam đó các bạn. Đó. Trước hết mình sẽ cắt như vậy để cho cái mỡ nó vịt dưới da ra. Làm cái da nó sẽ giòn. Khi cắt đừng cắt cái thịt, chỉ cắt cái da thôi để cho nó cái mỡ ra nó mới giòn, giòn nó ngon. Mình sẽ làm như vậy. Rồi tôi nguyên muốn mỡ đây luôn, vậy đó. Đó, để đây cho nó, để cho nó nguội yên khoảng chừng vài phút. Đó. Mình sẽ chiên nó lên, ướp muối tiêu ở trên đây. Nobody thinks in more head. Mm-hmm. Like Italy soap, like a rick. This time by the electric one, zoom. Okay. The paper come out. Yeah. Okay. With that, see. Okay. Duck. Okay, leave it there for a while. Okay. Thân chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu món duck. Với cam, cái cam nó cắt đẹp. Trước hết đó, mình cắt cái vỏ cam này, cái vỏ cam mình đã luộc xong rồi, giờ mình cắt ra. Không được khéo đi đầu bếp, nhưng mà để mình đầu bếp nhà orange.
in red. Từ không ai ra đường á, nhưng mấy chủ nó cũng ra đường ở Buffalo á,
và nó đi gót bên bước cái lô trần cái phát nó có khó thì cũng vẫn ra đường đốt cháy cũng được lại thôi. Mà có thể là bây giờ là nếu mà nó quậy quá thì là Mỹ nó sẽ vô là nó sẽ là dưới nhiên, còn nó như là giống như là mặt cái lô á, mặt cái lô là đưa vô cảnh đưa nó không có cho vô công an hay là cảnh sát nữa, mà nó sẽ sử dụng nó sử dụng lính à.
Another plate, one plate. Hold on a minute, let's put them in. Let them rest now. Let them rest and cut them. One or two, and this is it. Woke up. Okay. This way. And then using a spoon that's laid up there up for me. Look, no more.
那边在烧烧的那个，那个在烧烧的那个。你看这，我的烧的那个，那家伙在这样，这样，那哪里烧呢？那个油脂。
mình sẽ ăn nha các bạn. Mình sẽ cắt ra thịt ra. Đó, bây giờ mình chan cái sốt này lên. Đó, chỗ sốt của mình đã nhìn được rồi. Đó, bây giờ mình chan cái sốt này lên. Bây giờ chồng mình đang chiên món ăn chung không mà ít khi là ăn đi nữa. People make float running, but I like this and okay. So this one is done too. This is done already. Này cũng chín rồi đấy các bạn. Bây giờ mình lấy ra mình ăn như vậy nè. Thế giờ không hấp đâu. Xong rồi lấy mình bám hay là xong mà mình được. Giờ mình sẽ cắt ra. No fat, no skin. Mà sai vậy, không ăn cơ da, cũng không ăn mỡ. Trong đỏ như vậy nè. Chúc các bạn ngày thứ ba vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye các bạn. Bye bye.
Okay. Leave it on there. Okay. Leave it there. Okay. And now your potato. Bây giờ mình tới màn potato các bạn. Tới màn ra tay. Màn qua tay á, mình phải vút xong lấy được olive oil nè, mình sẽ đặt cho nó ra vậy đó các bạn. Oh my goodness. You don't want to be cooked.